Đã bao giờ bạn tưởng tượng mình sẽ đến sống tại một hòn đảo xinh đẹp như thiên đường, nhưng cuộc sống lại giống như lao tù? Và nếu như bạn muốn có một cuộc sống như Uma trong Đồi Địa Đàng, thì bạn sẽ đối mặt với cuộc đời của mình như thế nào? Đồi Địa Đàng đã được công chiếu tại thị trường Mỹ và nhận được rất nhiều bình luận khen chê đến từ khán giả. Cuối cùng bộ phim cũng đã cập bến tại Việt Nam và mình cảm nhận đây là một tác phẩm đầy hấp dẫn và lôi cuốn khi khai thác một chủ đề khá mới lạ mà không ít ai có thể nghĩ tới. Nội dung của Đồi Địa Đàng là câu chuyện kể về những cô gái trẻ tìm cách trốn khỏi hòn đảo thiên đường, nơi được tạo ra để uốn nắn những cô gái được cho là không đứng đắn trong suy nghĩ của cha mẹ. Uma là một cô nhóc như vậy. Sau một giấc ngủ dài, cô thức dậy bên một căn phòng xinh đẹp, nhưng cũng chính là phòng giam cho những năm tháng tiếp theo tại đây. Cùng với Uma, hòn đảo này còn có rất nhiều cô gái khác có cùng chung hoàn cảnh, bị chính cha mẹ ruột đẩy đến đây và phải chịu sự giám sát khắc nghiệt của một nữ công tước. Và chỉ khi có thể trở thành một quý cô đài các, đáp ứng được các chuẩn mực khắt khe của một xã hội phong kiến thì họ mới có thể quay về. Cuộc sống khổ cực và huấn luyện khắc nghiệt khiến cho các cô gái gần như phát điên. Cùng với đó là những bí mật đáng sợ ẩn sau khu vườn địa đàng. Nó đã khiến cho tất cả nhen nhóm mong muốn trốn khỏi khu vườn địa đàng này càng nhanh càng tốt, nơi đang giam cầm tất cả. Kịch bản phim được xây dựng rất tốt, liên tiếp với những câu chuyện liên tục khiến nhịp phim dần trở nên căng thẳng và nó đẩy mạch phim lên cao trào và khiến cho người xem phải nín thở để tiếp tục theo dõi câu chuyện. Đã có lúc khán giả tưởng như mình đã có thể đoán được diễn biến và cái kết của bộ phim, nhưng không, các tình tiết bất ngờ vẫn liên tiếp xảy ra và nó đưa câu chuyện rẽ sang một hướng khác bất ngờ hơn, gây cấn hơn. Một bộ phim giả tưởng kết hợp với một chút tình tiết có hơi hướng kinh dị, nó mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi phim. Các tình tiết trong phim lại được xây dựng hợp lý, không nhồi nhét quá nhiều, đưa khán giả lên cao trào rồi lại chậm chậm đi đến một cao trào mới. Xuyên suốt khoảng 100 phút, khán giả được thưởng thức một tác phẩm đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Và cái kết của bộ phim thì như thế nào nhỉ? Nó có thể khiến nhiều khán giả chưa được thỏa mãn khi không nói rõ về số phận của các nhân vật. Tuy nhiên, cái kết mở sẽ mang đến cho nhiều khán giả suy nghĩ nhiều hơn về số phận của mỗi nhân vật, sẽ không có quá nhiều cảm giác tiếc nuối sau khi tác phẩm khép lại. If you could learn your place, you have your best years ahead. Our family sent us here to shape us in their image. Đồi Địa Đàng quy tụ dàn diễn viên trẻ với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Tuy nhiên, nổi bật trong số đó chắc chắn sẽ là nữ chính Emma Roberts trong vai Uma. Từ nét mặt lo lắng và hoảng hốt khi tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, tâm trạng vui sướng và hạnh phúc khi gặp lại chàng trai mà mình yêu, sự tức giận khi phát hiện ra tất cả chỉ là một màn kịch và tất cả những cảm xúc mà Uma được thể hiện rất tốt, kéo khán giả đi sâu vào nhân vật và cảm nhận được những cảm xúc của cô gái khi phải đối mặt với mọi chuyển động tại hòn đảo thiên đường. Các tuyến nhân vật khác cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình, tạo được ấn tượng riêng biệt với khán giả và nó góp phần mang đến thành công cho Đồi Địa Đàng. Tác phẩm này sở hữu những thước phim tuyệt đẹp và không gian đầy màu sắc tại hòn đảo nhỏ với làn nước biển xanh ngắt và khu vườn ngập đầy hoa. Những khung hình trong phim được xây dựng rất tốt, cách xử lý ánh sáng trong phim đầy sắc nét và nó góp phần mang đến hình ảnh cho hòn đảo thiên đường dành cho mọi khán giả. Với phần âm thanh của bộ phim nó cũng được xử lý trơn tru với những tiếng động cực kỳ chân thực, kết hợp với đó là phần nhạc phim xuất sắc và Đồi Địa Đàng đã mang đến khán giả một tác phẩm đầy cảm xúc. Và chốt lại thì tác phẩm này hiện đang được công chiếu tại Tor Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay phía dưới và đón xem những video tiếp theo trên rạp chiếu phim. Xin chào.